U23 của chúng tôi cũng như là đội U23 của Campuchia nó không thành công, đã bị loại ở cái vòng loại. Nhưng chúng tôi không đặt nặng vấn đề đó, đấy là vấn đề tương lai sau này, đấy là những cái vận động viên tương lai để mà kế cận sau này. Chúng tôi nhanh chóng quên đi những cái điều vừa rồi và chúng tôi hướng tới một tương lai mới tốt đẹp hơn. Thế và về so sánh ấy, tôi nghĩ là hai đội chúng ta đều 50-50, đều tốt như nhau. Nhưng mà như ông huấn luyện viên trưởng của Campuchia nói, Campuchia lợi thế đá sân nhà, khán giả nhà rất là tốt, mà chúng tôi lại bị áp lực như vậy. Nhưng mà với cái tinh thần và chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình để đạt được cái kết quả tốt trong cái trận đấu ngày mai. Như mọi người biết là đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại là rất là trẻ trung và đầy sức mạnh. Nhưng chắc mọi người cũng biết là bản thân đội tuyển Việt Nam sự kết hợp này đã từ rất lâu rồi, thì cái việc đội tuyển Việt Nam với sự gắn kết là trong một quãng thời gian rất ngắn nhưng mà cái sự gắn kết là rất là tốt. Tại vì chúng tôi đã được tập với nhau rất là lâu rồi. Thì cái câu hỏi của anh thì tôi nghĩ là đội tuyển Việt Nam sẽ cố gắng tập trung, tuân thủ những cái chiến thuật của ban luyện đưa ra, thì chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu một trận đấu tốt ở Campuchia. Còn với tôi thì tôi nghĩ là bóng đá mình phải đưa cái yếu tố tập thể lên hàng đầu. Thì mong rằng cái sự kết hợp giữa những cầu thủ có kinh nghiệm và những cầu thủ vừa rồi tham dự U22 thì cá nhân tôi nghĩ là trận đấu tới trước Campuchia toàn đội sẽ có một cái kết quả tốt. Cái từ khóa mà tôi muốn nói với các cầu thủ tôi đó là cái sự tôn trọng. Tôi muốn cầu thủ tôi tôn trọng đối phương, đội Việt Nam, bởi vì Việt Nam có những cầu thủ rất là chất lượng. Đó là cái sự kết hợp giữa các cầu thủ có kinh nghiệm và những cầu thủ mà khả năng của họ đã được thể hiện qua cái SEA Games vừa rồi chúng ta được xem. Chúng tôi gần đây thì cũng đạt được những kết quả tốt trước là Afghanistan và Trung Quốc. Tuy nhiên khi thi đấu sân nhà ngày mai thì chúng tôi cần sự ủng hộ rất là mạnh mẽ từ phía tất cả các phương tiện truyền thông cũng như là khán giả nhà. Mặc dù Việt Nam vừa mới thay đổi huấn luyện viên nhưng tôi tin rằng các cái cầu thủ của họ có động cơ rất mạnh mẽ trong trận đấu ngày mai. Tuy nhiên chúng tôi khi đá sân nhà chúng tôi cũng có những cái lợi thế của chúng tôi và chắc chắn chúng tôi sẽ thể hiện cái khả năng tốt nhất và mục tiêu của chúng tôi là có điểm.